Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của uy tín. Uy tín nghĩa là gì? Danh tiếng hoặc ảnh hưởng phát sinh từ thành công, thành tích, thứ hạng hoặc các thuộc tính thuận lợi khác. Sự khác biệt hoặc danh tiếng gắn liền với một người hoặc một sự vật, do đó sở hữu một dấu ấn cho người khác hoặc công chúng. Ví dụ uy tín là gì? Uy tín được định nghĩa là tôn trọng, ngưỡng mộ hoặc ca ngợi rộng rãi. Một ví dụ về uy tín là những gì bạn nhận được khi được bầu cho một vị trí giám đốc đáng mơ ước ở một tổ chức công ty có tưởng tượng rất tốt, có tư tưởng rất tốt. Sản phẩm uy tín là gì? Nhiều hàng hóa và dịch vụ có giá trị uy tín, tức là chúng làm tăng vị thế của người tiêu dùng, sở hữu hoặc sử dụng chúng. Chúng được gọi là uy tín hoặc trạng thái hoặc vị trí hàng hóa. Trang sức hoặc quần áo thời trang, nhà và xe hơi sang trọng và những trò giải trí xa hoa là những ví dụ về mặt hàng uy tín. Làm thế nào để bạn được uy tín? Uy tín đề cập đến danh tiếng hoặc sự quý trọng gắn liền với vị trí của một người trong xã hội. Một người có thể tạo được uy tín bằng các thành tích của chính mình, được gọi là địa vị đã đạt được, hoặc họ có thể được xếp vào hệ thống phân tầng theo vị trí kế thừa của họ, được gọi là địa vị quy định. Uy tín trong kinh doanh là gì? Thương mại tôn trọng những ngưỡng mộ dành cho ai đó hoặc điều gì đó, thường là do danh tiếng mà họ có thể có về chất lượng cao, thành công hoặc ảnh hưởng xã hội. Công ty đã có uy tín quốc tế trong những năm gần đây. Uy tín xã hội là gì? Tầm quan trọng hoặc sự hấp dẫn mà ý thức xã hội quy định đối với các khía cạnh khác nhau của hoạt động con người. Uy tín xã hội có thể là kết quả của các vai trò xã hội như nghề nghiệp hoặc địa vị trong một tổ chức. Nó cũng có thể là kết quả của các hoạt động chính trị, xã hội hoặc giải trí của một cá nhân. Uy tín quốc tế là gì? Nếu một người, một quốc gia hoặc một tổ chức có uy tín, họ được ngưỡng mộ và tôn trọng vì họ là người quan trọng hoặc thành công. Chính trách nhiệm đối với đối ngoại đã giúp ông ta được uy tín quốc tế. Làm thế nào để bạn có được uy tín trong cuộc sống? Những cách để ảnh hưởng đến mọi người và đạt được uy tín. Thứ nhất, thừa nhận điểm yếu của bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang chuẩn bị một bài thuyết trình trước một nhóm những người rất cao cấp trong công ty của bạn và bạn lo ngại rằng họ có thể không coi trọng ý tưởng của bạn vì bạn còn trẻ và ít kinh nghiệm trong kinh doanh. Thứ hai, sử dụng trò chuyện dự kiến. Thứ ba, hỏi nhiều hơn và nói ít hơn. Thứ bốn, tìm kiếm lời khuyên. Thứ năm, lập kế hoạch trước. Tại sao uy tín lại quan trọng? Rất nhiều người không giải thích được thực tế và hầu hết mọi người cuối cùng chuẩn ngành học ở trường đại học. Trung bình các trường danh tiếng sẽ có thứ hạng cao hơn cho hầu hết các chuyên ngành. Chuyên ngành ít quan trọng hơn nhiều khi nói đến uy tín. Điều này thật ý nghĩa, họ quan tâm nhiều hơn đến những gì bạn đã làm và những gì bạn biết. Cái gì quan trọng hơn, tiền bạc hay uy tín? Uy tín là quan trọng hơn so với tiền. Đúng vậy, tiền có thể mua được một số thứ có thể khiến bạn trông tuyệt vời hoặc thành công, và mọi người có thể nhìn vào bạn. Nhưng nó không bao giờ có thể mua được uy tín, vốn là tự sự tôn trọng khó có được đối với những phẩm chất tốt của bạn, sự chăm chỉ, kiên trì và quyết tâm. Uy tín quốc gia là gì? Uy tín quốc gia là tổng hợp các thành tựu quân sự, kinh tế và giác ngộ đáng chú ý mà một phe đã đạt được. Nó có thể được truy cập bằng cách có mục tiêu uy tín. Chỉ những phe phái lớn mới thể hiện được uy tín quốc gia của họ. Những yếu tố nào ngoài sự giàu có liên quan đến uy tín? Hầu hết các nhà xã hội học định nghĩa tầng lớp xã hội
là một nhóm dựa trên các yếu tố xã hội tương tự như sự giàu có, thu nhập, giáo dục và nghề nghiệp. Những yếu tố này ảnh hưởng đến quyền lực và uy tín của một người. Phân tầng xã hội phản ánh sự phân bổ nguồn lực không đồng đều. Địa vị uy tín là gì? Địa vị uy tín là địa thế, sự tôn trọng của bạn trong cộng đồng. Nó có thể cao nếu người tôn trọng bạn và thấp nếu bạn không được tôn trọng. Những người có địa vị cao thường có quyền lực và tầm ảnh hưởng đối với những người khác. Tại sao địa vị lại quan trọng trong xã hội? Mọi người đều quan tâm đến địa vị, hoặc dù họ có biết về nó hay không. Anderson nói rằng địa vị được coi là quan trọng chung vì nó ảnh hưởng đến cách mọi người suy nghĩ và hành xử. Việc thiết lập mong muốn về địa vị là động cơ cơ bản của con người, bởi vì Anderson cho biết sự khác biệt về tình trạng có thể làm mất tinh thần. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.